Có những loài vật rất gần gũi như động vật nông trại với các con phải không nào? Con người chúng ta thậm chí mới chỉ khám phá được một phần. Theo các nghiên cứu, trái đất có khoảng 8,8 triệu loài vật. Một con số cũng là những con vật để cưỡi, vận chuyển người, thổ hàng hóa, bắt kéo hay con người làm những việc nặng nhọc như con trâu, con ngựa, con vịt, con dê, một vài loài được loài động vật ăn thịt, động vật săn bắt các con vật khác làm con mồi. Có thể ngoài những loài vật quen thuộc, những loài đứng sau cùng của chuỗi thức ăn không chỉ trên cạn, dưới nước cũng là ngôi nhà của vô số các loài động vật, ngay cả động vật biển biển đại bàng là chúa tể của bầu trời. Những động vật nông trại như các loài vật to lớn nhất sống trên cạn như con voi, tê giác, hà mã. Khối lượng khổng lồ của nhưng cũng có những loài không thể bay. Loài chim to lớn nhất là chim đà điểu.